Ra mắt vào năm 2018, Mitsubishi Xpander đã tạo nên một trong những cú sốc rất lớn trên thị trường ô tô trong 5 năm trở lại gần đây. Mẫu MPV Nhật Bản đóng vai trò rất lớn trong việc mở ra phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ dành cho gia đình. Với thiết kế đẹp mắt, nhiều trang bị tiện nghi, đi cùng giá bán hấp dẫn, dễ tiếp cận. Hiện nay, Xpander 2022 được phân phối với tổng cộng là 4 phiên bản bao gồm 1.5 số sàn, 1.5 số tự động, 1.5 Premium và 1.5 Cross. Mitsubishi Xpander 2022 có 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất bao gồm cam, bạc, trắng, xám, đen và nâu. Nội thất của xe cũng có 3 tùy chọn bao gồm đen, đen nâu và đen xanh tùy từng phiên bản. Trên phiên bản nâng cấp, Xpander 2022 ngoài sở hữu một ngoại hình thiết kế mới như đèn chiếu sáng có cách tạo hình T-shape góc cạnh hơn, công nghệ chiếu sáng LED được trang bị trên phiên bản 1.5 số tự động Premium, trong khi đó phiên bản số tự động tiêu chuẩn sử dụng đèn halogen. Về phần trang bị tiện ích, xe đã được nâng cấp thêm phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Auto Hold, màn hình giải trí 9 inch. Trên phiên bản mới, kích thước chiều dài cũng đã được tăng lên khoảng 120mm, cao hơn 20mm, trong khi chiều rộng vẫn giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm của xe đã tăng lên khoảng 225mm, lớn nhất phân khúc. La răng kiểu tràn viền trên phiên bản số tự động đã được nâng cấp từ 16 lên 17 inch, trước đây vốn chỉ có trên Xpander Cross. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh trên từng các phiên bản của mẫu xe Mitsubishi Xpander 2022 đang được Xpander phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị có thể cân đối được tài chính nếu có ý định mua xe ô tô trả góp. Giá lăn bánh của Xpander 2022 sau đây chưa trừ khuyến mại nhưng đã bao gồm đầy đủ các chi phí như lệ phí trước bạ từ 10 đến 12% đối với xe con, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc. Xpander 1.5 số sàn có mức giá bán niêm yết là 555 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 644 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 633 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 614 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 200 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Xpander 1.5 số tự động bản tiêu chuẩn có mức giá bán là 588 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 681 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 669 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 650 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 210 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Xpander phiên bản 1.5 Premium có mức giá bán là 648 triệu đồng, giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 748 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 735 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 716 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 220 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Xpander Cross có giá bán niêm yết là 688 triệu đồng, giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 793 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 779 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 760 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu là 220 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Ở trên phiên bản mới, Mitsubishi Xpander số sàn và Xpander Cross sẽ không thay đổi ngoại hình so với phiên bản trước. Những cải tiến sẽ tập trung đến hai phiên bản, đó là 1.5 số tự động tiêu chuẩn và 1.5 số tự động Premium, hướng đến những khách hàng là hộ gia đình và công ty. Xpander 2022 vẫn được duy trì ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield được áp dụng trên các phiên bản cũ. Tuy nhiên, xe đã có những sự tinh chỉnh ở phần đầu xe. Nổi bật trong số đó là phần lưới tản nhiệt không còn sử dụng những thanh chrome như trước, mà thay vào đó là phủ một lớp sơn đen gia tăng sự khỏe khoắn. Hệ thống chiếu sáng của Xpander 2022 cũng được thay đổi với thiết kế T-shape mới. Trên phiên bản số sàn và số tự động tiêu chuẩn sẽ được sử dụng đèn halogen. Bản số tự động Premium sẽ được trang bị LED projector. Cản trước của Mitsubishi Xpander 2022 cũng có thiết kế dày dặn hơn, kết hợp với đèn sương mù halogen trên tất cả các phiên bản. Ở phần thân xe, do nhà sản xuất đã nới thêm chiều dài tổng thể lên 120mm nữa, chính vì vậy phần thân của Mitsubishi Xpander 2022 trở nên thanh thoát và to đô hơn đời cũ. La răng xe được nâng cấp lên kích thước 17 inch phay xước. Điều này giúp cho mẫu MPV đến từ thương hiệu Nhật Bản có khoảng sáng gầm cũng được tăng lên ở mức là 225mm, thuộc dạng lớn nhất phân khúc. Ngoài ra, những trang bị khác của Xpander 2022 vẫn được giữ nguyên như gương ốp chrome có chỉnh gập điện, kết hợp đèn xi nhan báo rẽ dạng LED, tay nắm cửa có chìa khóa thông minh. Tiến tới phần đuôi xe, Xpander 2022 cũng nhận được khá nhiều những cải tiến.
Đáng chú ý nhất là cụm đèn hậu hình T-sharp LED đầy mới mẻ, tạo sự đồng nhất với cụm đèn pha phía trước. Cản sau của Xpander là phần nhựa cứng sơn màu xám, hai bên là cụm đèn phản quang đặt dọc mới mẻ. Bước vào bên trong nội thất, người ta sẽ thấy sự chỉnh chu và tỉ mỉ mà nhà sản xuất đến từ thương hiệu Nhật Bản dành cho mẫu xe chủ lực này. Khu vực khoang lái chính là nơi nhận được nhiều sự thay đổi nhất. Cụ thể, bằng điều khiển tablo và tappi của xe, giờ đây được ốp những vật liệu da mềm đi cùng những đường chỉ khâu đẹp mắt. Bệ tì tay bọc da mềm mại cho hàng ghế lái cũng đã được trang bị cho xe. Ở chính giữa là màn hình 9 inch cảm ứng kích cỡ lớn đi kèm điều hòa dạng điện tử đã có thêm chế độ mát cool làm mát cực nhanh. Đặc biệt, phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động Auto Hold đã xuất hiện trên Xpander 2022. Đây được đánh giá là một trong những nâng cấp đáng giá nhất của mẫu xe này trước các đối thủ. Vô lăng ba chấu được thiết kế mới, bọc da cũng là những điểm nhấn của mẫu MPV đến từ thương hiệu Mitsubishi. Hơn nữa, ở phía sau, cụm đồng hồ analog bán điện tử đã có sự thay đổi giao diện trông hiện đại và giúp người dùng dễ tiếp cận hơn. Xpander 2022 duy trì cấu hình 7 chỗ như ở trên phiên bản cũ. Trên phiên bản số sàn và số tự động, tiêu chuẩn sẽ được sử dụng vật liệu nỉ. Trên phiên bản AT Premium và Xpander Cross sẽ được sử dụng vật liệu da mới có khả năng phạt xạ nhiệt, giúp ghế không bị hấp nóng nếu như xe đỗ ngoài trời nắng. Hàng ghế thứ hai của xe không có thay đổi gì về không gian và đủ rộng cho 3 người lớn. Xe có thêm 2 vị trí để cốc nằm ở bệ ti tay ở phía trung tâm. Hàng ghế thứ ba của Xpander không thay đổi, có khả năng gập 50-50 phẳng với mặt sàn nhằm tăng diện tích để đồ cho người sử dụng. Xpander 2022 vẫn được trang bị khối động cơ xăng Mi-Vec 1.5 lít sản sinh ra công suất khoảng 103 mã lực, mô men xoắn cực đại 141 Nm, chuyển sức mạnh đến bánh xe là hộp số tay 5 cấp hoặc hộp số 4 cấp tùy từng phiên bản và sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Xe đã được nâng cấp hệ thống treo phía sau bằng cách tăng đường kính phuộc giảm sóc. Điều này giúp cho Xpander 2022 tăng khả năng chịu tải và ổn định hơn khi chạy ở những giải vận tốc cao. Về phần trang bị an toàn, Mitsubishi Xpander 2022 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vẫn được trang bị những tính năng an toàn cơ bản như sau: chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến sau, camera lùi và hai túi khí.